Đồ gỗ đồ thờ Thành Viễn xin kính chào tất cả mọi người và các bạn. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 9 âm lịch năm 2021, hiện tại bây giờ đang buổi chiều cùng ngày nha mọi người. Thì hôm nay em đã hoàn thành xong một siêu sập ngồi của anh Đức đang làm việc ở bên Hàn Quốc, và anh đã đặt cái sản phẩm này bên cơ sở Thành Viễn nha em. Mua sắm về quê nhà tại Nghệ An nha mọi người. Và hình thức cái chiếc sập này, lý do tại sao em gọi là siêu sập, thì có hình kích thước chiều dài là 2m2, chiều rộng 1m8, và độ dày của quây thành là vuông là dày 10-10. Và mọi người có thể thấy cái chiếc dạ tiền đây là em đã lựa lọc và tuyển chọn cho anh Đức, có thể nói một chiếc dạ mặt tiền siêu vân và siêu to, rộng hơn 50 phân nha mọi người, rộng hơn 50 phân. Rất là to và lắm vân. Và hoành tráng, chân vuông 24. Ba cạnh đều dày 10. Đây sập ba mặt nha mọi người. Thì về chiếc khuôn mặt thì em làm dày 10 phân rưỡi luôn. Và ván là 3 phân đủ nha mọi người. Rất là hoành tráng. Thì em xin quay qua nha. Đây, đi sâu vào trong đây. Cực kỳ lắm vân nha mọi người. Thì em đang để nguyên bản gỗ. Thì chiếc sập này em đã phơi gỗ được gần 2 tháng rồi. Và bây giờ đã đang ngả màu xuống một tí. Rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ lắm vân. Thì khi mà em sơn lên em khẳng định cái chiếc sập này là gọi là siêu sập hương đỏ, siêu vân và siêu chắc chắn dày dặn. Có thể nói những cái sản phẩm như này được bên cơ sở là gỗ Anh Viễn nhằm lựa lọc, có thể nói dùng muôn đời, từ đời này qua đời sau không bao giờ có một, nói chung là có một vấn đề gì về chất lượng lẫn về gỗ và hình thức mẫu mã. Thì có thể nói những cái mẫu sập trơn như này, nói chung nó là mãi mãi, rất là đẹp. Và anh còn đang đặt rất là nhiều hàng bên cơ sở là gỗ Đến nhà mọi người. Chuẩn bị là em sẽ hoàn thành xong một bộ bàn thờ của anh nữa, bộ bàn thờ chân 16 nữa, và một chiếc bàn cơm. Đều nói chung anh đặt những cái sản phẩm rất là đẹp nha mọi người, và chắc chắn. Đây, em xin quay qua nha. Đây là chất liệu gỗ hương đỏ nha mọi người. Siêu sập gỗ hương đỏ siêu vân. Đặc biệt cơ sở là gỗ Anh Viễn lựa lọc và làm cho anh Đức ở Nghệ An. Cửa lò Nghệ An nha mọi người, Rất là đẹp. Thì nhân tiện đây, mọi người ai có nhu cầu mua sắm về đồ gỗ, đồ thờ, nói chung liên quan đến đồ gỗ, và muốn tư vấn hay thiết kế những cái sản phẩm đẹp và chất lượng nhất, liên hệ cho em theo số điện thoại là 0964262226. Em đang có mặt ở trước cơ sở của anh Viễn nha mọi người. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này.